Hello, chào tất cả mọi người. Thì hiện tại mình đang đứng cạnh cây cô đơn, một điểm check-in cực kỳ hot tại Phú Quý nha các bạn. Đó. Và hiện tại đang là 6 giờ sáng. Các bạn thấy không? 6 giờ sáng mà đang có rất nhiều người để đợi để check-in. Tại vì đây là một địa điểm khá là nổi tiếng cũng như là gần bến cảng, cho nên là khi mọi người tới đảo thì mọi người thường chọn cái điểm này là điểm đầu tiên để check-in nha các bạn. Và đây là một cái địa điểm khá là dễ tìm trên Google Maps các bạn ạ. Nó cạnh cái villa biển xanh nha các bạn nhé. Đó, các bạn có thể search trên Google Maps nó sẽ ra thôi. Và mình chỉ quay ở đây một chút thôi, tại vì khá là nhiều người đứng đợi check in ấy, cho nên mình không quay lâu được. Thì mình sẽ di chuyển sang vị trí tiếp theo nhé. Hello, chào mọi người. Thì đây cũng là một cái điểm check in rất là đẹp tại Phú Quý, đó chính là Vịnh Triều Dương nha các bạn. Đây thì mình đang đứng ở trên cái đường vào thôi. Mà muốn các bạn muốn check in đẹp thì các bạn phải lên đằng xa xa kia, chúng ta sẽ có chỗ check in nhé. Bây giờ mình chỉ quay cái đoạn đường đầu tiên cho các bạn xem thôi. Đây, đây gọi là Vịnh Triều Dương nhé các bạn. Đó. Đây nha, người ta đang xây dựng rất là nhiều những cái công trình như này. Và ghi là đây là cái nơi mà tránh bão lũ cho tàu cá nhé các bạn. Đó. Đây các bạn có rất nhiều góc check in. Các bạn có thể check in lấy cảnh phía sau lưng là những cái hòn đảo kia, hoặc là ở ra biển. Nhưng mà ra biển thì ngày trước mình đi á, thì vẫn còn cái người ta chưa xây dựng nhiều á, thì vẫn còn chụp được cái cảnh biển nhìn ra xa đằng kia. Còn bây giờ thì đã bị chắn bởi những cái công trình này rồi các bạn ạ. Đây, đây là Vịnh Triều Dương nhá. Buổi tối thì có rất nhiều người tới đây cà phê này, ở kia một cà phê, và đi ra đây nghịch đó. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy là công trình người ta đang xây dựng lên nhiều, thành ra là cũng khá là bị mất một chút cảnh đẹp rồi đó. Nói chung là đây vẫn là một trong những cái chỗ check in khi bạn đến đảo Phú Quý nhé các bạn. Đó. Hello các bạn, thì mình mới từ đằng đằng kia, mình đi theo cái đường hành lang này và mình ra đây mình thử coi xem có cảnh check in đẹp không, nhưng mà khá thất vọng tại vì cũng không thấy cảnh nào nó đẹp lắm. Chỉ có cái góc này nhìn sang Hòn Tranh kia thì cũng có một chút gì đấy check in được. Còn đây thì người ta đang công trình xây dựng rất là nhiều. Đó. Lấp bất biển một 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 mảng đấy các bạn. Chứ ngày trước mình đến cái Vịnh Triều Dương này mình nhìn được check in được ra xa biển rất là xanh đẹp. Còn giờ người ta xây dựng các thứ rồi các bạn. Ok, thì giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển đến cái vị trí check in tiếp theo nhé các bạn. Thì tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một địa điểm check in tiếp theo. Rất là đẹp các bạn nhé. Đó chính là cái này, hình như là đường xuống khe sung sướng và gành hang nhé các bạn. Đó. Thì đây các bạn sẽ đi đến một cái quãng đường này, các bạn thấy một cái quán như này. Đó, và các bạn nhìn xuống dưới đây thì nó sẽ có một con đường nhỏ nhỏ như này. Đó thì đây đích thị là gành hang và khe sung sướng nhé các bạn. Đây là cả hai địa điểm check in gần nhau nhé các bạn. Đó, ok. Đây. Đó. Rồi, sáng sớm nhưng mà đã có rất nhiều bạn đến check in rồi. Ok, giờ mình sẽ đi xuống hướng dẫn các bạn đường đi vào trong đây nha. Ok các bạn, thì mình vừa mới từ đằng kia đi rẽ trái lên cái con đường này và đi lên đây. Đây các bạn, đó, một địa điểm check in khá đẹp. Ở dưới đây là gọi người ta gọi là gành hang nha các bạn, ở dưới này. Ở dưới chỗ mình đang quay này. Người ta gọi là gành hang nha. Đây thì tí nữa bên kia cũng sẽ có gần một cảnh đẹp, đó chính là đấu trường La Mã. Và mình sẽ đi xuống phía dưới cho các bạn nhìn rõ. Các bạn đi hết sức cẩn thận nhé. Đây là cái dốc này rất là nghiêng và ở dưới rất là cao ấy nhá. Đây. Đây các bạn, thì ở phía dưới mình đây gọi là gành hang và bên kia là khe sung sướng. Các bạn nhìn thấy ở giữa hai cái tảng đá nó có một cái đây này. Đó, đây gọi là khe sung sướng nơi các bạn check in nhé các bạn. Đây và đây là gành hang, nhưng bây giờ thì cũng rất ít người check in ở gành hang rồi. Đó. Và giờ thì có thêm một cái cảnh này, ngày trước mình đi thì không không biết cái đường sang bên đây đâu. Chỉ là đi xuống cái khe sông sướng thôi, nhưng mà vừa nãy mình đọc á thì người ta ghi là khu vực quân sự không được quay phim. Đó, thành ra là mình cũng rất là phân vân không biết có nên quay cho các bạn xem không. Đây. Đây ở dưới nó khe sông sướng nhá. Mình đang quay ngược nắng ấy, cho nên là các bạn thông cảm giúp mình. Đó. Đây, ở đây có một gia đình đang check in. Đây là những cái góc cảnh biển rất là đẹp các bạn. Đó.
Các bạn có thể đi buổi chiều cũng được. Buổi chiều khả năng là mặt trời nó sẽ nhẹ đi một tí, nó sẽ hiện ra những cái cảnh biển đẹp hơn. Còn mình đi buổi sáng sớm này thì cái nắng nó vẫn rất là gắt. Sáng sớm nhưng mà nắng gắt lắm các bạn. Đó. Ok các bạn, đây thì đây cũng là một cái địa điểm check in khá thú vị. Và tí nữa mình sẽ xuống mình quay tận cảnh cho các bạn xem nhá. Ở như đây là tên là đấu trường La Mã thì phải các bạn. Đó. Kia thì giờ mình sẽ sang khe sung sướng. Khe sung sướng khác với hồ sung sướng nhá các bạn. Đây là các bạn lưu ý là đây là khe sung sướng nhá. Và vừa nãy thì mình có đọc ở kia người ta cấm quay phim chụp ảnh. Nhưng mà mình nghĩ là đấy là chỉ là cái đoạn cổng vào thôi. Còn khi mà chúng ta xuống đến dưới chúng ta sẽ quay phim bình thường nhá các bạn, chụp ảnh bình thường nhá. Đây này các bạn này. Cái gành hang mình nói là ở chỗ này này. Thẳng cánh tay mình nó khá xa thì tí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Rõ gành hang nhá. Gành hang và khe sung sướng các bạn nhá. Ok. Giờ chúng ta sẽ di chuyển sang đó. Ok các bạn, thì đây là mình đã đi vào cái khu vực quân sự và cấm quay phim chụp ảnh nhá các bạn nhá. Thì mình muốn nói là vừa nãy chúng ta đã đi lên con đường này. Đó, đi sang bên kia để cái check-in bên kia. Và giờ chúng ta sẽ đến cái gành hang và khe sung sướng. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ tắt video và tí xuống dưới kia mình sẽ mở lại nhé các bạn. Các bạn ơi, thì chúng ta vừa từ đằng kia, chúng ta đi hết cái đường bê tông và chúng ta có một cái bậc ở bên trái, bên phải này các bạn. Đi ở dưới kia bên phải nhé. Các bạn đi lên đây. Và chúng ta sẽ đi xuống phía dưới và đến với khe sung sướng và gành hang. Ok. Đây là những cái quang cảnh đầu tiên của cái nơi check in này các bạn nhé. Nhìn cũng khá đẹp, sơ qua khá đẹp nha. Nhưng mà xuống dưới kia bắt đầu là thực phẩm các bạn nhé. Ok các bạn, thì bây giờ mình thấy có khá là nhiều cái góc check in tại đây luôn các bạn. Đây là một góc này. Đó. Với cái những biển với những cái phiến đá rất đẹp các bạn nhé. Đó, đây là một góc bên phải này. Và đây chúng ta cũng sẽ có một góc check in. Mình nghĩ là khá đẹp. Bắn ra ngoài biển các bạn ạ. Đó, có những cái phiến đá này. Mình đang quay ngược lắng ấy các bạn. Cho nên là nó khá lóa và không nhìn rõ, các bạn thông cảm cho mình nhé. Đây này. Đó. Đây là một góc check in rất đẹp. Ok các bạn có thể đứng bắn ra biển nhé các bạn nhé. Bởi nó bị ngược nắng mình sẽ không quay nhiều đây nữa, mình sẽ xuống phía dưới nhé các bạn. Ui, ở đây có những cái tảng đá cực kỳ đẹp này. Rồi mình phải xuống mình quay cái này mới được. Đây các bạn ơi, cái con dốc này nó khá là dốc. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình di chuyển cẩn thận. Ui. Đây những cái phiến đá này, cực kỳ đẹp này. Bạn nào mà có thích check in đá đấy các thứ thì các bạn tới đây check in rất đẹp. Nhìn trong camera ấy, mình thấy các bạn có nhìn, không biết các bạn có nhìn rõ không, nhưng bên ngoài mình nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Đó. Đó, rất hoang sơ nhá. Ui. Ok. Thôi đi sang bên kia thôi các bạn. Ra đây ngó thử thôi. Nhá. Thì đây các bạn ơi, đây chúng ta có một con đường xuống phía dưới để tiếp cận với cả khe sung sướng và gành hang. Thì đây cũng chính là cái nơi mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đó. Đây các bạn đi rất cẩn thận nha. Cái dốc này rất là cao và dốc. Đó. Ok, giờ mình sẽ tắt video và mình sẽ di chuyển về xuống phía dưới nhá. Những con đường cái đá gồ ghề này nhìn cũng khá là dị các bạn. Nhớ đẹp, nó đẹp kiểu gì á. Đây. Mình vừa từ trên kia ở dưới đây. Và ở dưới đây đang có rất nhiều bạn check in chụp ảnh. Đây. Đây là khe sung sướng của chúng ta nhá. Mình sẽ xuống phía dưới kia. Đây các bạn. Thì đây chính là gành hang nha. Mình phải đi xuống dưới đây đã. Ở dưới đây nó có rất nhiều các bạn đang đi check in. Ok các bạn, thì đây chính là gành hang của chúng ta nhé các bạn. Đấy, ngày trước thì đây là một địa điểm check in, nhưng mà bây giờ thì rác thải nó đang bô lại ấy. Thành ra cũng ít người check in tại gành hang rồi. Và các bạn nhìn sang bên phải này. Đây chính là cái khe sung sướng của chúng ta nhé. Đây là khe sung sướng nhé các bạn. Nó khác hồ sung sướng ở Hòn Chanh nha. Đã có rất nhiều các bạn check in ở đó, cho nên mình cũng khá là ngại quay phim các bạn. Đây còn phía bên này thì một cái bờ biển rất là rộng. Đó. Ok, thì dọc theo cái phiến đá này các bạn có thể lên trên cao để các bạn có thể chụp được những cái bức ảnh với cái biển với cái độ cao và nó nhìn nó khá hùng vĩ. Đây còn ở đây thì hôm nay nước nó cũng khá là rút rồi. Các bạn có thể xuống đây tắm được nha, nhưng mà cái mùa này nước đang hơi đục, hơi bẩn. Khi mà cái nước nó cao lên á thì nó sẽ sạch hơn và các bạn có thể bơi dưới này được. Mình đang quay ngược lắng á.
thành ra nó khá là khó nhìn các bạn ơi. Ok các bạn, thì mình vừa mới từ khe sung sướng và đi đây, leo khá là mệt các bạn, phiền đá khá là dốc, và giờ chúng ta sẽ đi đến cái nơi check-in tiếp theo nhé các bạn. Hôm nay thì khá là buồn tại vì buổi sáng mà nó nắng quá, thành ra video bị chói, không quay được cái nét đẹp của cái khe sung sướng đó. Và cũng khá là nhiều các bạn đang chụp check-in tới, mình cũng khá là ngại. Đấy nhá các bạn, các bạn nhớ rõ cái điều này nhá. Ok, và giờ chúng ta sẽ đến nơi tiếp theo. Thì sau khi mà xuống khe sướng xong, các bạn có thể lên đây uống nước nhé các bạn. Đó, giá thành rất là rẻ nha. Ok, và chúng ta sẽ nghỉ ngơi đây khoảng 5-10 phút, chúng ta sẽ tiếp tục đi đến địa điểm check-in tiếp theo. Ok các bạn, thì khi mà trên con đường đi di chuyển á, thì mình có bắt gặp một cái bến để đi ra ngoài bãi cạn. Các bạn đi lặn súp ở ngoài bãi cạn. Thì đây thấy người dân người ta đang mua bán những cái hải sản như này. Đây các bạn, đây là con nhum biển đúng không chị? Dạ. Đây các bạn ơi, đây là nhum biển nha. Rất là nhiều đúng không ạ? Đây chị đang đi thu mua. Cái này là về cho nhà hàng hả chị? À dạ. Đây các bạn nhé, rất là nhiều luôn này. Đây là con hải sâm đúng không ạ? Dạ. Đây, rất nhiều các bạn. Đây, đây là cái bến mà các bạn có thể đến để đi ra lặn bãi cạn, lặn súp. Đây. Đây, đây cá gì hả chị? Cá mớ. À, cá mớ. Cá mớ. À, mớ, mớ. Mớ, sẽ mớ. Dạ. Có xô hả? Rất là nhiều luôn đây. Đây mọi người chắc là đang, một là đi ra ngoài bè kia để ăn hải sản, hai là đi lặn súp nha các bạn. Đi lặn ngắm san hô nha. Thì có lẽ một vài bữa nữa mình sẽ cũng sẽ ra ngoài đấy lặn ở bãi cạn. Còn giờ thì vô tình ghé qua đây và thấy được cái cảnh này thì mình quay lại cho bạn xem thôi. Đây có mấy con hải sâm mà còn tươi sống các bạn này. Mấy con cá lóc. Đó. Ok. Đây, cái bến để chúng ta ra ngoài bãi cạn để lặn. Thì khi mà đi chiều một chút nữa thì mình lại gặp một cái của người ta đang thu mua hải sản các bạn này. Đây không? Đẹp chưa các bạn? Đây nha. Vẫn còn nhum. Rất nhiều các ốc các bạn ơi. Ăn nha mọi người. Nhưng mà cái vỏ này rất đẹp, có thể bán được nha. Ơ cái này là bào ngư đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái lẩu này để nấu cháo. Bào ngư rồi các bạn. Đây là ốc kèn. Hello, xin chào ạ. Thì giờ mình đang có mặt tại địa điểm check in, đó là mộ thầy cho các bạn. Đó, thì ở dưới đây chúng ta sẽ có một cái đường đi xuống dưới và có một chỗ check in. Và ở đằng sau cái mộ thầy có một con đường bên trái các bạn. Đó, và chúng ta đi sang bên kia thì nó hình như là gọi là mũi Ninh Phong thì bạn các bạn. Đây, và bên tay trái của chúng ta sẽ là một cái bãi biển cực kỳ đẹp như này. Và hôm qua hôm kia thì mới có một lễ hội bơi súp thuyền các bạn, nhưng mà mình
không biết và đã không cập nhật tin tức và đã không quay. Ok, thì giờ chúng ta sẽ đi từng nơi một. Ok, trước đầu tiên chúng ta sẽ sang bên này nhá, để check in một điểm dưới đây. Đây thì chúng ta sẽ để cái xe ở đằng kia nhá, và đi dưới đây có một cái bậc thang này các bạn này. Đó, đây cũng là một cái khung hình check in được nhá các bạn nhá. Đây, đó, đây là một cái khung hình check in quay video được các bạn nhé. Đó, ok. Nhưng mà bây giờ nó khá là đơn sơ rồi các bạn. Ngày trước mình ở đây á, cây nó mọc xanh dờn đây luôn. Cái góc này dù ra ngoài biển rất đẹp. Đây này các bạn nhìn cái quay hình dung này. Ngày xưa cây là xanh nè đây này. Đấy các bạn bắn ra đằng xa này rất đẹp. Ok, giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài xem thử ha. Đây, okay, các bạn thì như mình nói rồi, vừa nãy ở bên kia mình nhầm một chút các bạn ạ. Đây là bên kia là một cái hồ cá ở chỗ mà lúc nãy mình quay á, mà hè khe sung sướng á, thì đấy là cái hồ cá đó các bạn ạ. Đây mới là địa điểm check in mà. Đây hình như là có tên là đấu trường La Mã các bạn nhé. Đó, đây có những cái hồ cá bỏ hoang như thế này, và người ta gọi là đấu trường La Mã các bạn. Đây có một hai cái cây này mới được dựng lên, chắc là để làm góc check in. Đó, đây có một số bạn đang check in đằng kia. Đó, đây các bạn ơi, đây là cái điểm check in của chúng ta nhé. Đó, thì thường thường người ta sẽ đứng trên những cái bờ đá này và chụp ra ngoài biển. Đó, đây các bạn, hồ nước rất là xanh. Đây có một số bạn đang check in, thì mình sẽ đợi bạn check in xong mình sẽ ra đằng kia mình quay cho các bạn xem cảnh biển ngoài kia nhé. Ok, thì qua này chúng ta sẽ có những cái phiến đá này để chúng ta ngồi lên và check in cảnh ngoài biển. Đó, ok, đây cũng là một góc check in khá đẹp. Thì chúng ta vừa ở bên kia đó, và mình sẽ đã đi theo cái đường này và sang tới một khu bên này. Đó, thì các bạn nhìn thấy chỗ có hai cái dù nhá, mình đang chỉ tay này, cuối tay mình này, chỗ đó mới chính thức là một góc check in mà đẹp, cực đẹp. Còn bên này thì vẫn là như góc check mà mình mọi người thường đến check in thôi nhá. Còn bên kia là góc chính này, thì tí nữa mình sẽ quay cho bạn xem. Đây, nói chung ở cái khu này thì nó các thứ nó khá là giống nhau ấy, các bạn có thể chọn góc nào check in cũng được nhá các bạn. Ok, giờ mình sẽ đi thẳng qua bên kia luôn để cho các bạn xem cái điểm chính thức nhé, để check in nhé, ở đằng kia. Đây, mình đang tiếp cận đến góc check in chính thức. Như kiểu cái chỗ này nó sẽ có những góc check in phụ và chính thức ấy. Đó, thì các bạn có thể tùy ý lựa chọn những góc mình thích. Ok các bạn, thì khá là buồn do là cái góc check in này nó đã không còn nữa các bạn. Đây các bạn có thể nhìn thấy một cái chân móng, và tí nữa ra kia mình sẽ nói với bạn lý do tại sao mà mình bảo là khá là buồn vì góc ở đó mất. Đó, ở đây chúng ta sẽ, các bạn nhìn đây nhá, có một cái chân móng của nhà. Ở đây rất là nhiều cái đồ đạc này, thì các bạn biết tại sao ngày xưa ở đây là có một cái nhà, và cái nhà này thì người sẽ cho các bạn thay quần áo và uống nước, uống nôi, phục vụ các bạn khi lên chụp ảnh. Thì cái góc đây này, cái này này, chính cái hồ này này, chính là góc check in chính mà mỗi lần đến đây người ta sẽ check in tại đây. Thì bây giờ nó đã bị phá rồi các bạn. Đó, và cái quán nước vừa nãy mình nói đằng kia, mình nói các bạn quán nước này, thì bây giờ là các bạn muốn quay phim chụp ảnh thì các bạn phải uống nước nhá. Các bạn uống nước thì chúng ta sẽ được quay phim chụp đây. Bên này khá đẹp nhưng mà rất tiếc là người ta không cho quay phim chụp ảnh nữa nhé các bạn. Đó, đây này, đó, đó, cái bãi đá này check in cũng rất là đẹp. Đó, cả đằng kia nữa các bạn, đằng kia cũng có một cái hồ cá bỏ hoa. Đó, thì có thể các bạn sẽ vào xuống mua nước ủng hộ và các bạn đến đây chụp ảnh quay phim. Đây, còn mình thì mình lại mình mang cà phê đi. Đó, rồi quay toàn cảnh cho các bạn xem đây thôi, mình cũng không có nhu cầu chụp ảnh tại đây. Đó, rồi bây giờ lên đây thì mình sẽ nói qua một chút. Kia là mộ thầy nhá, cái mái vàng vàng các bạn, đấy là mộ thầy nhá. Thì khi mà men theo con đường bên trái nãy mình nói á,
con đường bên trái này sẽ ra đây. Đây là một địa điểm check in rất đẹp, các bạn có thể check in với những cái bờ biển xanh thế này đó, rất đẹp luôn. Và đằng kia cũng có một cái mũi, đây như là gọi là mũi Ninh Phong hay là Linh Phong gì đấy các bạn đó, mình không nhớ rõ nhé các bạn. Rất là xin lỗi các bạn tại vì đi làm review check in mà lại không nhớ tên. Nhưng mà thực tế là khi mà đi Phú Quý á, thì mình không hề là mình tham khảo bất kỳ một cái gọi là ai cả. Mình chỉ coi trên mạng và mình thấy cảnh đẹp thì mình muốn thưởng thức cảnh đẹp thôi. Còn tên nó là gì thì hầu như không quan trọng. Với cả khi mà các bạn đến đây du lịch á, thì chắc chắn là nếu bạn thuê hướng dẫn viên hoặc là các bạn coi kỹ những cái TikToker hoặc là những người làm YouTube ấy, thì các bạn sẽ nhớ tên thôi. Và trên Google Maps nó cũng hiện ra tên rồi các bạn ạ. Đó, mình thì mình không hề coi Google Maps nha, mình đi đâu mình quen đấy. Đó, cho nên là sẽ không có thể là nói rõ tên địa danh cho các bạn xem. Đó, nhưng mà cảnh thì mình chắc chắn các bạn tuyệt đối 100% nó như này. Đó, ok, rất đẹp luôn. Những bờ biển này nó cực kỳ trong xanh các bạn ạ, rất đẹp. Kia là cái đồi cao cát mà hôm qua chúng ta đã đi rồi đấy các bạn. Đó, ở đây là bãi biển, bờ biển xanh dần luôn. Đó, đẹp chưa các bạn. Đây các bạn có thể ra sang bên kia để cho check in. Mình thì mình không có đi chụp ảnh check in, mình chỉ đi quay cho các bạn xem thôi, cho nên là mình cũng không có nhu cầu cho đây lắm. Đó, đây thì bên kia cũng có một cái hồ cá bỏ hoang nữa bên kia. Nói chung là mấy cái cảnh hồ cá với cả đá này thì nó xem nhau các bạn nhé, các bạn chủ động được. Đó, toàn cảnh này. Đó, ok, quá đẹp luôn, quá là hùng vĩ. Ok, thì cũng chắc là cũng khá là muộn rồi các bạn, nắng nó đã gắt lắm rồi, thì có lẽ mình sẽ kết thúc video thôi, mình về thôi các bạn. Mình còn chưa ăn sáng nữa, nãy mới làm vội ly cà phê xong rồi đi thôi. Đây thì các bạn chỉ cần quay lại đây và chúng ta sẽ đến mộ thầy và lấy xe đi về thôi các bạn nhé. Ok, và mình sẽ kết thúc video ở đây. Và rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và theo dõi hết video. Và các bạn nếu thấy hay thì hãy like, share, ủng hộ mình nhé. Và nếu có dịp tới Phú Quý các bạn lên đi những trải nghiệm rất là thú vị như thế này.